Chào đón quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Và ngày hôm nay thì Diễm Loan sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu về một cái căn bệnh có liên quan đến vùng cổ ạ. Bởi vì nó sẽ gây ra cái tình trạng là đau ở vùng cổ đó, mà nhiều quý vị hay than lắm, rồi hay xoa ở các vùng cổ của mình như vậy nè. Thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Căn bệnh của chúng ta có tên là thoát vị đĩa đệm cột sống cổ ạ. Và căn bệnh này biểu hiện ra sao, đối tượng nào dễ dàng gặp phải, mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng. Xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào cô Diễm Loan, xin chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, căn bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có phải là cái căn bệnh mà làm cho cái phần cổ của mình bị đau và khó chịu vô cùng không bác sĩ? Với một cái triệu chứng đau ở vùng cổ thì có nhiều loại bệnh lý gây nên đau vùng cột sống cổ. Nhưng mà cái thoát vị đĩa đệm vùng cổ thì là nguyên nhân hay gặp nhất gây nên đau cột sống cổ, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và ảnh hưởng tới sinh hoạt của bản thân chúng ta. Dạ, xin bác sĩ chia sẻ rõ hơn về căn bệnh này ạ. Chúng ta đều biết là cái vùng cột sống cổ là gồm có các cái đốt sống cổ. Các đốt sống này tì lên nhau là nhờ hệ thống đĩa đệm. Bình thường thì cái hệ thống đĩa đệm nó giúp cho cái cột sống cổ chúng ta mềm mại và chúng ta có thể quay cột sờ cổ đi các hướng khác nhau. Thế thì cấu tạo của cái đĩa đệm cổ gồm có nhân nhầy và các vòng sơ ở xung quanh. Khi tuổi chúng ta lớn dần lên thì cái vòng sơ đó do cái quá trình lão hóa lâu ngày bị rách và cái nhân nhầy bị tuột ra phía sau, dẫn đến chèn vào các rễ thần kinh. Các rễ thần kinh này chi phối cho cảm giác và vận động ở vùng chi trên cùng với là da ở xung quanh cổ. Chính vì vậy khi có thoát vị đĩa đệm, chính là cái tình trạng nhân nhầy bị thoát ra phía sau và chèn vào các rễ thần kinh, dẫn tới là xuất chiếu ra ngoài là đau ở vùng da và cột sống cổ. Dạ, như vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ạ? Nguyên nhân thì ở thoát vị đĩa đệm cổ thì nó chia làm nguyên nhân tiên phát và nguyên nhân thứ phát. Nguyên nhân tiên phát thì hay gặp là do cái thoái hóa theo tuổi, và khi thoái hóa như vậy thì các vòng sơ nó bị đứt rách và cái nhân nhầy nó chui ra phía sau và nó chèn vào rễ thần kinh như tôi vừa trao đổi. Thế còn nguyên nhân thứ phát là trong trường hợp bệnh nhân có cái chấn thương ở vùng cổ, chấn thương mạnh làm cho cái đĩa đệm nó di chuyển khỏi vị trí bình thường và nó di chuyển ra phía sau, chèn vào các rễ thần kinh, mà các rễ thần kinh này đã toát ra từ cái tủy sống, chi phối cho cái cảm giác và vận động ở vùng cơ bám da cổ, dẫn đến là đau ở vùng cổ. Dạ, ngoài cái việc là bị đau ở cổ như vừa rồi chúng ta có chia sẻ với nhau, thì sẽ còn có những biểu hiện nào để nhận diện được là một người đang bị thoát vị đĩa đệm cổ ạ? Giai đoạn đầu là có đau ở vùng cổ, thì chúng ta đều biết là các rễ thần kinh từ cái tủy sống vùng cổ chi phối cảm giác và vận động cũng như dinh dưỡng ở vùng chi trên nữa. Thế thì khi bị thoát vị đĩa đệm cổ chèn ép vào các rễ thần kinh thì gây cảm giác đau, đồng thời với giảm cảm giác hoặc là giảm vận động ở cái vùng cái rễ thần kinh đó chi phối. Ví dụ như rễ thần kinh thoát ra ở cái cánh tay trái của tôi chẳng hạn, thì cánh tay trái có thể có khả năng bị tê hoặc bị yếu, và bệnh nhân cầm một cái đồ vật gì đó là rất dễ là bị rơi xuống, và bệnh nhân chạm vào một cái ly nước nóng chẳng hạn thì bệnh nhân không có cảm giác vùng đó, và bệnh nhân rất hay là bị bỏng. Đấy là những cái triệu chứng thông thường nếu có thoát vị đĩa đệm cổ rõ ràng gây nên như vậy. Dạ, vậy thì căn bệnh này có nguy hiểm hay là không ạ? Căn bệnh này nếu chúng ta phát hiện sớm và chúng ta được điều trị kịp thời thì cái rễ thần kinh khi bị chèn ép như vậy mà chúng ta can thiệp kịp thời thì cái rễ thần kinh nó được hồi phục hoàn toàn, và cơ may là bệnh nhân phải hồi phục hoàn toàn về cảm giác và vận động của cái tay mà bên cái đĩa đệm đó nó chèn vào. Trong trường hợp chúng ta phát hiện muộn hơn và chúng ta can thiệp muộn hơn thì cái sự hồi phục về cảm giác, về vận động cũng như về dinh dưỡng nó kém hơn, và bệnh để lại một phần của di chứng, bệnh nhân vẫn có teo cơ, vẫn có giảm cảm giác và vẫn có ảnh hưởng đến vận động, mà cái sức cơ của bệnh nhân không thể hồi phục lại hoàn toàn giống như ban đầu được nữa. Chính vì vậy khi chúng ta có cái biểu hiện là đau ở vùng cổ cộng với có yếu hoặc là tê bại một bên tay, khi cái cổ ở tư thế là nghiêng về một bên như thế này thì chúng ta tổn thương của bệnh lý bệnh nhân, thì bác sĩ sẽ đưa ra liệu pháp điều trị bảo tồn hoặc điều trị phẫu thuật. Điều trị bảo tồn là
sử dụng các biện pháp là kéo giãn cột sống cổ chẳng hạn, hoặc là chỉnh cái tư thế của cột sống cổ đúng tư thế để tránh cho cái tình trạng thoát vị đó nặng hơn, ảnh hưởng đến cái triệu chứng bệnh nhân. Thông thường thì điều trị bảo tồn chỉ áp dụng trong trường hợp là chưa có rối loạn về mặt cảm giác và vận động ở vùng chi trên, và chỉ có đau đơn thuần và trên hình ảnh chụp cộng hưởng từ mà thấy có thoát vị nhưng chưa có triệu chứng thì chúng ta áp dụng biện pháp điều trị bảo tồn. Trong trường hợp có thoát vị rõ ràng và đã có triệu chứng rõ trên lâm sàng là bệnh nhân có yếu, có đau và có tê bì một bên, thì khi đó là chúng ta phải cân nhắc đến chỉ định phẫu thuật. Vậy thì phẫu thuật chúng ta bây giờ làm gì? Mục tiêu của cuộc phẫu thuật là lấy đi cái cục nhân nhầy, tức là phần khối chèn ép đó vào cái rễ thần kinh để cái rễ thần kinh đó được giải phóng hoàn toàn, và hy vọng là bệnh nhân sẽ được hồi phục hoàn toàn về cảm giác và vận động của cái tay bên đó. Sau phẫu thuật thì bệnh nhân phải được điều trị bằng các thuốc vitamin, các thuốc tăng cường dẫn truyền thần kinh để làm cho cái quá trình hồi phục nhanh hơn và giúp cho bệnh nhân mau chóng trở lại cuộc sống bình thường. Dạ, thưa bác sĩ, với căn bệnh này thì không biết là người bệnh sẽ cần được chăm sóc hay là có cái chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện như thế nào để họ có thể hồi phục sớm nhất ạ? Trong trường hợp bệnh nhân được điều trị bảo tồn thì chúng ta về nhà chúng ta phải tránh các tư thế xấu làm cái sự thoát vị đó nặng lên. Thí dụ chúng ta ngủ sai tư thế chẳng hạn, thí dụ chúng ta ngồi đọc sách hoặc là ngồi làm việc máy tính quá lâu chẳng hạn, đấy cũng là những cái chuyện làm cho sự thoát vị đó nó nặng hơn. Trong trường hợp mà bác sĩ khuyên là bạn có chỉ định phẫu thuật thì thực hiện phẫu thuật xong thì khi về nhà thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ phải đeo một cái đai để cố định cái cột sống cổ, hỗ trợ cho cái vết thương nó lành. Ngoài những cái thuốc mà bác sĩ kê cho về nhà chúng ta uống thì chúng ta nên ăn các cái thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu canxi và khoáng chất, giàu các chất đạm để đảm bảo cho vết thương lành, và chúng ta uống thêm các loại sinh tố và các nước chanh cam bưởi để cho cái sự dẫn truyền thần kinh nó nhanh hơn và nó hồi phục tốt hơn. Thưa quý vị, mỗi một cái căn bệnh mà chương trình có dịp chia sẻ với quý vị, chúng tôi đều mong muốn là có thể mang đến những cái thông tin, kiến thức để chúng ta nhận diện được bệnh và nhanh chóng gặp gỡ bác sĩ để có cái sự điều trị tốt nhất, tránh cái trường hợp là khi phát hiện trễ quá, muộn quá thì cái việc điều trị vừa khó khăn cho các y bác sĩ mà vừa mất thời gian, mất tâm sức và cũng sẽ khiến cho quý vị cảm thấy rất mệt mỏi. Mong là chương trình đã mang đến cho quý vị những kiến thức có ích ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Diễm Loan, xin cảm ơn quý vị khán giả. Vâng thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Để có những kiến thức về y khoa nhằm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh, hãy đón xem chương trình Bác sĩ của bạn mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị.